vô. Trên đất dòng mình chờ đợi ai, nghe tiếng hò mà lòng trộm thương. Hỡi cô gánh nước bên đàn, còn bao là bao gánh nữa, để qua là qua gánh dùm. Tan tình tan tình tình tan, tan tình tình là tình tình tan. Nè cô em, để gánh đó qua gánh dùm cho, nặng lắm đó. Chỉ không được đâu, bà con người ta thấy người ta cười em chết đó. Có gì đâu mà cười. Trên cánh đồng chỉ một mình anh, thương dưới chờ là chờ đợi ai. Khổ thân con khi đã ở lùm, đâu không mà lo buồn. Lo dòng người ta gió về là về mênh mang, nghe gió về lòng buồn thênh thang. Gió đưa cho đây tình thương, đừng nghe em mắc cỡ, tin em thì hay bắt đền. Tan tình tan tan tình tan, tan tình tình là tình tình tan. Em ơi, chị Hằng, em có nhớ chỗ này không? Chỗ này ngày xưa anh chọc em á, em mắc cỡ á, sao giờ không giỏi mắc cỡ nữa đi. À, cái anh này chọc em nha. Gió về gợi niềm yêu thương, bao tháng ngày tình mình bên nhau. Gió đưa gió đây tình thương, em mắc cỡ tình em từ hay. Tan tình tan 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 tan, tan tình tan là tình tan tan. Dòng mình cùng trồng khoai, trên đất dòng mình cùng trồng dưa. Sớm mai ta gánh nước bên đàn, theo tay cùng nhau chăm bón cho mầm đỡ lên. Tan tình tan tình tình tan, tan tình tan tình tình tan. Nghe gió về là về mênh mang, nghe gió về lòng buồn thênh thang. Gió đưa gió đây tình thương, đừng nghe em mắc cỡ, tin em thì hay bắt đền. Tan tình tan tình tình tan, tan tình tình là tình tình tan. Em ơi, dạ thôi trời tối rồi mình về đi em. Ừ về đi, em nhớ mang cái cuốc nha, để ta lấy mất đó. Tiền kìa,
Hồi nãy nha đi đâu vậy? Đi hát chứ đi đâu? Trời ơi bỏ người ta, đi hát với nhỏ đẹp gái cỡ đó. Chịu nổi không? Nhưng mà buồn quá à. Sao vậy? Chắc rớt rồi. Vậy thì bây giờ mình đến với phần công bố điểm đi. Bao nhiêu? Chết rồi, cao quá trời luôn kìa. Cô Bân 9 điểm. Thầy Khoa 9 điểm. Cô Thi 9 điểm. Và cô Thủy 8 điểm rưỡi. Chúc mừng bạn Tiền. Xin cảm ơn bạn Vương nha. Thằng Ba. Vâng, quê hương là cánh đồng lúa thơm ngát, lũy tre xanh trải dài dọc bờ đê, là những hình ảnh thân thương nhất đối với mỗi cuộc sống con người chúng ta. Đó là những hàng quýt trải dài, những cô gái má đỏ hay hay, những cánh chim tung bay trên nền trời yêu dấu. Vâng, và sau đây xin mời tất cả các bạn cùng nhau hướng về sân khấu để lắng nghe bài hát Hành trình trên đất Phù Sa, một kỷ niệm do những ai xa quê mà có ngày quay trở lại. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Nhớ ghé sóng trăng nghe điều lầm thôi.
trùng sâu. Phù sa ơi, bốn mùa cây trái đâm bông, gái bên trái tình quê thắm nồng, điệu dân ca ngọt ngào. Xin cảm ơn phần trình bày của em. Và sau đây chúng ta cùng nhìn về số điểm của ban giám khảo. Cô Vân Vân 9 điểm. Thầy Phan 9 điểm 8. Cô Thi 9 điểm rưỡi. Cô Thủy 8 điểm rưỡi. Xin chúc mừng bạn. Vâng, và